Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 23 tháng Chạp Tết Nguyên đán, thời tiết ở hai miền đất nước lại có sự đối lập hoàn toàn. Nếu như ở thủ đô Hà Nội là tiết trời nhiều mây, âm u và rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, thì trái lại, tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng lại tràn ngập từ sáng cho tới chiều muộn, trời khô nóng trong ngày Tết ông Công ông Táo. Nguyên nhân là do miền Bắc đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh khiến cho toàn miền trời rét, mưa lác đác vài nơi. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội với nhiệt độ là từ 16 cho đến 17 độ. Tại các tỉnh vùng núi như là Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, nhiệt độ thấp hơn ở mức là 14 đến 16 độ. Riêng các tỉnh vùng núi cao như tại khu vực Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng hay là Lạng Sơn duy trì trong khoảng từ 12 cho đến 14 độ. Ở Mẫu Sơn, nhiệt độ là 6 độ, trời rét đậm. Sau đó, sang đến ngày mai thì Bắc Bộ vẫn nhiều mây suốt cả ngày, nhưng khối khí lạnh thì yếu đi bớt. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ, lên ngưỡng từ 21 cho đến 23 độ, trời rét nhẹ. Còn tại khu Tây Bắc, trời có hửng nắng với mức nhiệt ấm áp hơn, dao động từ 24 đến 26 độ. Thời tiết ngày mai dự báo rất thích hợp cho mọi hoạt động dọn dẹp hay là mua sắm, hay là cả những hoạt động giao thông trong những ngày cuối năm của người dân miền Bắc. Ảnh hưởng của không khí lạnh đến miền Trung cũng không đáng kể, nó chỉ gây ra tình trạng mây nhiều ở Thanh Hóa, Nghệ An và giữ mức nhiệt đêm ở đây trong khoảng từ 19 cho đến 21 độ. Còn với các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ về đêm ổn định ở mức từ 21 đến 23 độ, trời chỉ se se lạnh. Sang ngày mai, cùng với sự suy yếu của không khí lạnh, Thanh Hóa và Nghệ An trời có nắng về chiều, nhiệt độ tăng lên mức từ 24 đến 26 độ, trời ấm áp hơn. Còn ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào tới Bình Thuận, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức cao từ 28 cho đến 31 độ. Càng lui xuống phía Nam, mức nhiệt sẽ càng tăng lên. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai thời tiết tiếp tục ổn định. Đêm không có mưa, ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên vẫn từ 29 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ, nóng nhẹ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên do thời gian nắng kéo dài, vì vậy thời tiết khá khô và nóng. Trong điều kiện thời tiết này, chỉ một nguồn lửa nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn. Do vậy, quý vị và các bạn đặc biệt lưu ý trong việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa. Và đặc biệt là các khu dân cư hoặc là những điểm kinh doanh nơi tập kết nhiều hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 4, cấp 5, trong khi ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc ở khoảng là cấp 5. Cả hai huyện đảo này đều không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân trong những ngày cuối năm. Như vậy là thời tiết ở cả hai miền đất nước vẫn tiếp tục có sự đối lập. Miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ trời vẫn rét và nhiều mây, còn khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào cho tới Tây Nguyên và Nam Bộ trời ấm áp, có nắng, có nơi có nắng nóng. Thưa quý vị và bà con, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông gây ra biến đổi thời tiết ở các tỉnh thành Bắc Bộ, đêm hôm qua và sáng nay 17 tháng 1, khu vực này có xuất hiện mưa rải rác, tập trung ở các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, riêng khu vực Tây Bắc vẫn ít mưa. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ giảm mạnh tới 3 đến 5 độ, vùng núi có nơi giảm trên 6 độ. Đêm nay khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường cho nên nền nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm xuống ngưỡng từ 14 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Sang ngày mai, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời vẫn còn nhiều mây, mưa giảm xuống cục bộ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở phía Đông Bắc Bộ dao động xung quanh ngưỡng 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn cho nên trời vẫn có nắng. Nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, do chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường dồn dần xuống, vì vậy ngày mai cũng có mưa nhưng lượng mưa không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 21 đến 24 độ tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ. Từ Quảng Bình trở vào đến Huế, nhiệt độ xung quanh mức 24 đến 27 độ. Thời tiết không gây nhiều cản trở đến các hoạt động canh tác nông nghiệp của bà con. Thưa bà con, những ngày gần đây, trong khi nhiều người đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán cận kề, thì người nuôi ngao vùng bãi cửa sông Yên, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lại mất ăn mất ngủ. Hàng chục hecta ngao chết bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo các hộ dân, ước tính thiệt hại lên tới khoảng 4.000 tấn ngao, tương đương với số tiền trên 35 tỷ đồng.
ngay sau khi phát hiện tình trạng ngao chết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến kiểm tra, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân và có phương án hỗ trợ người dân tái sản xuất. Và trước khi nguyên nhân được làm rõ, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra khuyến cáo như sau. Đối với các hộ nuôi ngao đang xảy ra tình trạng ngao chết trắng, thì khi thủy triều rút, người dân cần phải tập trung thu dọn, vệ sinh đồng ngao, thu gom rác, ngao chết ra khỏi vùng nuôi. Xác ngao phải được chuyển và chôn lấp theo quy định, tuyệt đối không đổ trực tiếp ra biển để bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến các vùng nuôi khác. Theo dõi các yếu tố môi trường nước như độ pH, nhiệt độ, độ mặn, cũng như tạm dừng thả nuôi mới nếu chưa xử lý môi trường nuôi. Bên cạnh đó, khi cải tạo đồng nuôi thì những nông hộ có diện tích ngao chết ở bãi cao cần phải tiến hành hút cát hạ thấp bãi nuôi phù hợp với mực nước lên xuống của thủy triều. Mặt bãi chú ý bằng phẳng, không để đọng nước. Xin được tiếp tục với thông tin thời tiết tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Thời tiết tại đây chưa có nhiều biến đổi đáng lưu ý trong 24 giờ tới. Nắng chỉ xuất hiện gián đoạn, tiết trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến chiều, toàn vùng trời nắng nhiều, đỉnh nhiệt đạt từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 34 độ. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho đến 28 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ban ngày mưa giảm xuống cục bộ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, còn nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Xoay xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại khu vực này trời nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác, còn phía Nam thì có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 21 cho đến 24 độ và tại phía Nam từ 24 đến 27 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi và gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, có nơi thấp hơn, còn nhiệt độ cao nhất ngày là từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, riêng miền Đông có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.